Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là Bill Sugi đây anh em ơi. Thì chào mừng anh em quay trở lại cái series mà Bill Sugi đến thường và cùng chơi skin mới nhất từ Riot nè anh em. Thì hôm nay mình sẽ xin được phép làm skin cấp mod công nghệ, một skin mới ra từ Riot luôn. Mới phiên bản cập nhật mới nhất luôn nha anh em. Đây, thấy cái lỗi giống viên ngọc ruby vãi. Nhảy nè. Chắc chơi và lờ. Sợ là skin này nhìn có vẻ khá là bắt mắt này. Mình thấy đây là skin có hiệu ứng về cũng như là có đồ họ đẹp nhất của cấp mo hiện nay. Không có skin nào đẹp bằng cấp mo này cả anh em à. Tại vì skin này cũng khá là mắc. Mình không biết giá bao nhiêu nhưng mà mình thấy nó khá là chát đây. Tại vì nhìn skin ảo vãi. Nhìn cái hiệu ứng bắn của nó nhìn là biết đại rồi anh em ơi. Rất là phê lòi luôn. Coi này. Bắn nè. Đâu nó bắn ra vậy đây. Bắn ra cái luồng tia ánh sáng rất là ghê gớm. Chơi luôn. À, support đâu ta? Support nó mất tích rồi. Support. Ây. Tại sao mình lại bắn vô quái? Tại sao phép cứu mình lại bắn vô quái? What the fuck? Ngu rồi. Mình vẫn chưa thấy support ở đâu cả. Hình như team nó không có support hả? À, ninja su này xuống. Rồi luôn. Ngu người luôn. Lúc đi đâu? Để tôi đi. Fucking wow shit baby. Đậu điên đó. Cái su ở đâu xuống rồi trời. Làm chết mạng rồi. Và nếu như thật sự anh em thấy thích cái video cũng như là nếu thấy hay anh em hãy đừng quên nhớ bỏ lại cho mình một like cũng như là share video này. Và hãy đăng ký kênh mình ủng hộ mình lên trang mấy sub nha anh em. À, ủng hộ mình lấy nút bạc nè. Càng sớm càng tốt. Có vẻ là Jesus xuống đây tranh fame với Varus rồi. Ấy like liền. Thôi giờ fame bình tĩnh thôi anh em. Fame cái bộ ơi. Fame cái em ơi. Thọt quá. Con này lúc đầu nó rất là yếu anh em. Lúc đầu rất là yếu luôn. Nên mình còn phải farm support nên mua Kinora nữa. Mà chúng ta không có hả mày. Cấp mo mà đi gặp Yasuo thì mình nói phải là mắc khổ luôn anh em. Thờ luôn. Khổ vờ lờ luôn á. Ê đừng farm cái men ơi. Trời còn cái ít nữa. Ok. Ê. Rồi farm con người luôn. Phút thứ 4 farm được 15 con. Sao bọn này nó có vẻ là khá là hiếu chiến đây. Máu chiến nè. Lướt đi. Thôi bình tĩnh men. Bình tĩnh men. Có tóc quyến rồi. Quỷ đâu. Rồi xem chúng. À là định ké đó nha. Mấy thằng mà mặt nùa này gan không được thì chúng mày cút được giùm cái. Mình đang cố gắng phải mấy thằng này nó xuống nó combat hoài à. Thôi được rồi, ông ơi, về đi ông ơi. Bảy cái quy hụt liên tục thì đánh đấm, what the fuck gì. Mấy thằng này nó thích khoe nhỉ. Tay không có. Ồ, măng này ở đâu nhiều vậy ta. Một đống luôn à. Mình có vài cái à. À, mình có một cái chứ vài, what the fuck gì. Thằng Mafia này nó thích kiểu là BK khô máu luôn em. Khổ thiệt. Đi với mấy thằng support. Mình chơi cấp mo mà gặp mấy thằng support kiểu này rất là khổ luôn. Mình này muốn farm của nó lại muốn đánh nhau. Yasuo ra rồi. Yasuo nó về sách đồ ra rồi. Mình
tĩnh đi, bình tĩnh đi, tôi phải mày. Mày bắn tao, lộn, mày chơi tao. Xúc luôn. Rồi, bỏ. Không rượt nổi này mà. Mày chơi anh em tao, vẫn chết. Xui quá. Sao mình lại tăng mắt quy ta? Mình thường thường nhớ là con này nó phải tăng mắt W đúng không anh em? Sao đánh con này mình không biết đánh con này luôn, tại vì skin mới ra nên mình quay mình test cho anh em xem luôn. Thật sự đánh con này khá là gà. Mình chỉ biết tăng skill nó. Cấp ma mà lúc đầu bơ ke quá là nhiều nên thọt quá, không farm được. Trên top thì có vẻ là Lee Sin lên gần top thì bị Riven nó chặt nát luôn. Riven skin Riven quán quân 2016 anh em. Skin hiếm đó. Lúc này bắn không mày? Nghe nó nãy mình lướt lướt ghê mày, lướt đây, đúng rồi. Sao đây mày? Bê kê mày. Ủa tôi né. Bình tĩnh mày ơi. Ôi mày pha mạnh vậy, một mình nó solo với thằng AD luôn à. Không cần mình giúp luôn. Ảo vời lờ. Sụp bọt mẹ 112. Vâng, tuyệt vời. Phèm tí nào. Giờ cái đồ là bắn được rồi. Chỉ cần lấy cái cuồng đao thôi là nói chung là sức mạnh tăng tiến một phần rồi. Rồi chú em em. Wow. Chắc chơi được rồi nè. Wow. Holy shit. Mày muốn bê kê tao. Ok. Chú rồi đẹp vãi em thờ luôn. Thờ luôn em ơi, phải nói là chú rờ mà nói là đẹp. Wow. Rồi đẹp thiệt. Thôi được rồi bạn ơi, về thôi bạn ơi. Chú rờ nè. Wow. Sự rất là đẹp luôn mình. Nếu mà anh em nào muốn chơi thì anh em hãy mua skin này chơi liền đi. Thì nó biến về kiểu what the fuck vậy. Thằng mặt đồ này đã biến về con mày. Cái này gọi là cái xích chó đó anh em. À là cái trò gấp thú nhồi bông ở mấy cái tiệm đồ chơi. Vừa lo thì nó biến về đúng kiểu đó luôn anh em. Là bị gấp lên xong rồi bị sách về ảo thật. Mang Riot này cũng chí và là sáng tạo ra cái skin này chắc chơi thật. Chú R nè. Wow. Mỗi khi xuống là nó nổ một cái vòng gì đó, đó rất là phê lòi. Đang bê kê lên top, một cái vẻ là hai thanh niên này đang airplay nhau. Một Pharo nó rồi về tóc biến từ chạy ra xua. Nhưng mà rồi về tóc biến lên đến stun. Có lóc, không airplay nổi. Khá là xui. Tâm bắt đúp trên đúng không anh em? Nãy giờ mình tăng quy. Ngu được. Ê, vô, support vô. Có chuối nè em. Chú nè, rồi quá dữ luôn. Ơi, ơi bậy rồi. Chạy đi. Rồi luôn. Tôi không biết gì hết. AD gần tem. Tất nhiên em ơi. Lê Sinh nó còn rờ đây mà. Cẩn thận. Đủ về. Rồi.
Những anh em này muốn xem skill con này rõ hơn thì anh em có thể vào skin spotlight có thể xem nha, rất đẹp luôn, chú E nè. Đi trên E của mình, nó phê chú Quy nữa nè. Chú Quy cũng như là quăng cái bãi nước bọt hay gì dơ vậy. Phun acid. Mà nói chú E với chú R là có thể biểu hiện ra cái độ chất chơi của skin này. Rất là đẹp luôn. Bụp. Đẹp quá anh em ơi, anh em nào chơi cấp mo nhiều nên đừng có quên mà phải xúc cái skin này nếu muốn, hoặc không thì có thể mod cho cũng được, không sao. Hay quá, sao gieo cũng mạnh đi. Mình quên là team này có hai AD lận. Con xe nó bị lỗi rồi. Ồ, Varus ở trên top thì để solo kill thẳng Jesus, không phải solo kill, có sự trợ giúp của Raven nữa. Và những anh em nào xem hôm nay và chưa like cho mình thì anh nhớ bấm like trước khi tiếp tục xem video nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, cũng như là hãy đăng ký kênh mình, ủng hộ mình lên trong cái shop nha anh em. Ok, rồng đi bạn ơi. Rồng lửa nè, bỏ là uổng á. Ơi cầm đi men, mình bắn nhanh lắm, 1.74 tốc đánh nè, phải lò chưa. Đấy I come in, đừng lo gì cả, thì đã cả anh ở đây rồi. Lút đi đâu nè, mày pha lại ăn mạng rồi. Thằng mặt đồ này support mà nó KS nhiều kinh hồn luôn. Support nó ăn 2 chết 2. Giết 2 chết 2 chết 4, hỗ trợ 4. Bắn nè, Inset à, nãy giờ mình bắn vô trụ với vải á. Không sao. Để xua 2 chết 6, và là KS này. KS là nghề của tôi. Quá tuyệt vời. Sao mình lại đánh hệ thống nổ nó bay à? Giờ thấy mạnh anh em rồi, giờ thấy lực rồi. Có đè để tăng trưởng rồi. Người ta gọi đây là bước tiến hóa à, biến về nè, cái xích chó nè, đây người ta cái gấp thú bông nè. What the hell. Bựa vậy. Là gì nữa ta. Chắc lên gương vô danh thôi nhỉ. Mình thấy mấy bên Hàn Quốc chơi vậy thường người ta sẽ lên đeo tím món thứ hai, nhưng mà team nó không có phép, lên đeo tím thì uổng mất món đồ. Tem nó còn sát thủ không à, lấy cẩn thận mới được. Laptop thôi. Revenge team nó có vẻ mạnh đấy, 5 sát. Nhưng mà mày solo lại tao. Solo bê bê. Nãy bắn E, nãy vui quá, bắn E hụt luôn. Vui quá mà, bắn E hụt luôn, nhưng mà vẫn ăn mạng quá dữ luôn. Ok, tuyệt vời quá, solo kill hai đứa liền. What? Thằng nào tê liệt rồi, thằng nào thế. À, ông nội Revenge. Nó muốn BK mình mà, bị ngáo à. Nhờn á mày. Tấn mình yếu hay sao á. Mình chưa về mua đồ mà ba ba. Bắn SML luôn. Người ta gọi đây là keo xạ ma pháp. Keo xạ ma pháp đúng rồi. Bắn quá dữ luôn.
skin này vừa đẹp vừa chất chơi, có người đánh hay nữa thì còn gì bằng. Gấp thú đi em, quẩy đuôi kìa em, gấp thú đi em. Lên gì rồi, giờ lên như tóc bắn là đủ rồi. Lên lên cung xanh này sao đây, thôi vô cực ơi, giờ mua vô cực sau. Mình chỉ biết lên gì nữa đó, ít chơi này lắm anh em ơi. Wait for me. Hay. Chuối về. Hàng về, bay quy vào rồi luôn nha. Chạy đâu nha. Bắn kinh khủng nè. 2.13 tốc bắn thì làm sao chịu cho thấu. Tê tá lòng người liền. Làm sao mà chịu cho thấu đây? Chơi có thể là AD. Chỉ có thể là AD. Đấy, quá dữ, bạn team khen mình luôn rồi. Bạn vào đây mày. Mày điên nè. Cứu mình bạn ơi. Yes. Bọt quá hay luôn. Bọt cái này cover tốt quá. Chạy nè, canh tất cả rồi. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải cây em ấy. Mình lên đem mà chưa rồi, nó đem nó phép nó cũng mạnh rồi. Đem cơ bản nó mạnh gì không hả? Trận này gánh tem rồi. 13 sát. Ok. Tem ở đâu có đồ đây, mình bắn hết luôn. À mày phá mắt tao. Trời ơi. Bắn thốn tao rốn luôn. Chịu sao cho thấu. Đây em ơi. Ok. Ơi công vợ tôi nè. Nó muốn bắt mình kìa. Hit and run kinh quá mày, sao bắt được. Ok, 4k8 tiền, gần 5k tiền rồi, chưa về mua đồ luôn em. Kinh khủng được. Mày lại xúc nhầm đứa rồi. Ủa né liền, ủa, phát. Chết rồi. Ăn mạng nè. Không có hả? Nãy Lee Sin R2 mình tóc biến né liền. Đâu dễ ăn được. Nhưng mà vẫn bị virus nó bắn chết. Thôi lên cung xanh luôn. Vô cực làm cái gì. Cái này luôn. 4 món 5 món ở phút thứ 20. Anh em thấy dữ chưa? Chủ này là đánh gánh tem cầm mờ nó thành công rồi. 20 phút farm bằng tham luôn. Lúc đầu thọt farm mà giờ farm cũng dữ rồi. Rồi mình đã bỏ anti lên. Đang BK chiếm R hụt không trúng ai. Kể Yasuo lóc trúng hai nhưng không có anti. Yasuo bay và ăn được mạng ở tóc biến đã e. Nhưng mà Yasuo mình play được rồi. Ngu nè.
Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đúng rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Qua đây, qua đây. Trời ơi, xui vậy, tên nó hay quá. Em ấy để cố gắng hết sức. Mày về hộ ấy. Ủa, nó vẫn về được kìa. Đậu, 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 đậu. Rồi, xong. Thúy mẹ rồi. Xui cái tường gió lội vậy. Bắn éo được. Bất chế thật. Và những ai đã xem ở đây và chưa like cho mình thì nhớ bấm like trước khi tiếp tục xem ở đây nha. Thank you anh em rất nhiều. Đăng ký cho mình nữa nha anh em. Ủng hộ mình lên trang bên shop nào. Gần lên rồi. Không lên thì uổng lắm. Rồi, con rồng đất nãy giờ. Con rồng của đầu game mình ăn đến giờ nó mới ăn con rồng tiếp theo. Cạn lời luôn. End game anh em ơi. Winner, winner, winner. Rồi, một pha qua một combo từ 3 pha về Yasuo rồi. Có double kill về Yasuo rồi, quá hay luôn. Đấy, khoe thôi. Ok, quên rồi, chị đủ rồi. 2-3 phút một trận. Ôi, có mình luôn. Tôi tới nè. Đừng, 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 để mình cái qua ra em được. Không ăn bên đây được thì ăn qua ra thôi. Để tôi cứu giờ. Đấy. Đậu để ăn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok gì. Tạm biệt em, hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Bye bye.